Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản gửi một số bộ ngành đề nghị hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng của giá xăng dầu tăng cao. Theo thống kê, hiện nay trên cả nước có 91.716 tàu cá hoạt động trên các vùng biển. Nhu cầu dầu xăng cho các hoạt động khai thác thủy sản trung bình khoảng 330 triệu lít trên một tháng. Trong khi giá dầu, nhiên liệu chính cho tàu khai thác thủy sản đã tăng lên 60,5%. Những khó khăn dẫn đến tình trạng nhiều tàu cá ngừng hoạt động khai thác thủy sản do thu không đủ bù chi phí đầu vào. Mặt khác, số lượng tàu cá ngừng sản xuất, không thường xuyên hiện diện trên các vùng biển còn ảnh hưởng đến bảo vệ chủ quyền biển đảo của quốc gia. Tình trạng này cũng tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng mặt hàng thủy sản cho người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Để tháo gỡ những khó khăn, kịp thời hỗ trợ cho ngư dân đảm bảo đời sống, tạo động lực khuyến khích ngư dân an tâm sản xuất, bám biển bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Bộ Công Thương và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét đề xuất chính phủ có chính sách hỗ trợ về an sinh xã hội cho thuyền viên tàu cá. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị hỗ trợ thuyền viên làm việc trên tàu cá, tạm ngừng hoạt động sản xuất do giá nhiên liệu tăng. Thời gian hỗ trợ trước mắt là 6 tháng. Mức hỗ trợ theo mức lương tối thiểu theo vùng áp dụng đối với người lao động quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.